Chào các bác. À, các bác đấy là đã vừa xem về cái phần trích chạm gọi là short killer đấy. Ở đây thì khi các bạn cấp vào cái điện là điện này là sạc nhanh 12V. Các bác dùng đầu đầu input tiếp C nhé. Các bác có thể sử dụng sạc dự phòng nhưng mà phải cho ra cái sạc nhanh. Sạc nhanh trên 20W là ra 12V. Ở đây là phần output vôn này thì đây là 1V này, 1V8 này, 3V này, 4V2 này và 6V này. Đấy, thì khi cái áp cấp ở trên này thì cái ampere dự kiến thì nó trích chạm cho các bác 6 đến 10A. Ở cái phần là kẹp dòng này, ở đây thì các bạn chọn 4V này để kẹp dòng này. Đó, kẹp dòng máy thì tất cả các chân ở cái đầu ra này thì các bạn chú ý là đừng để nó chạm chập âm dương vào với nhau. Vì cái con này thì cũng không khuyến khích là kẹp dòng, tại vì là nó có thể là lên quá tải nó vẫn tự ngắt, nhưng mà cái điều đấy là không khuyến khích vì nó dành cho short killer nhiều hơn. Ở đây có 4 cổng đầu ra, trong khi đấy là 2 tiếp C và 2 USB để các bạn có thể cấp được ra vôn theo tùy ý. Ở đây thì mình sẽ kẹp dòng một con XS Max cho các bác. Cái này của nó thì cũng rất là đơn giản nên nó không có cái gì phức tạp cả. Chủ yếu là chức năng short killer của nó tiện lợi. Con này short killer cũng khá thông minh. Đây là khi nó có dây thì em sẽ nối dây. Đó, em sẽ kẹp vào cái đầu kẹp dòng. Đơn giản nữa, nó sẽ cấp xong cho các bạn. Các bác để 4V, các bác có thể cắm vào sạc nhanh. Không có gì phức tạp cả, con này cũng đơn giản thế thôi. Cảm ơn các bác nhé. Điện thoại Việt Nam.com. Xin chào các bác. Đây là cái bộ short cruise.